Rồi, xin chào quý vị các bạn nhá. Rồi quý vị theo chân mình đi hái rau rừng và bắt ốc nhá, về làm bữa trưa nhá. Đấy. Rau bờ sông rất là chi là non luôn. Rau rừng luôn này. Đây nào, đây. Em ơi. Đây người ta gọi là rau cải sông nhá các bạn nhá. Không phải đâu, cải trời. Cải sông. Nó có nhiều tên gọi mà. Nó thường thường hay gọi là cải sông. Tên đúng là cải trời. Chỉ là làm luôn. Đi ra xem bắt có ốc bắt đi đi. Cả lớp bước quần áo nhá. Ngày xưa ở đây nó ở sông hay có cái cây bánh khúc ấy. Có mà trước bên này nhiều lắm. Chính ra hôm nào đi lấy xong là làm bánh khúc ấy nhỉ? Giờ còn không? Ở đây đầy luôn. Bây giờ giận mình chắc không có đâu. Đây. Cho vào giỏ ấy. Cho vào giỏ ấy con. Đây, đây là sông nhá. Rau này là rau mọc tự nhiên luôn các bạn nhá. Nó chỉ là lần rau luôn. Rau này thì ăn thì bao sạch, bao ngon. Rau này ăn hơi bị ngon, nó lại dính, ăn hơi bị được. Giỏ á? Bán lại thì đắt lắm. Bán mới đựng tôm à? Nhiều rau ở chỗ này nhỉ? Ừ, một bãi luôn. Đây này, chỗ này có mấy cái khóm. Đây, ở đây này. Mẹ ơi. Mẹ, nhìn này. Bắt ốc bé, ốc to chứ. Bắt ốc to thôi, ốc bé không bé đâu con ơi. Ốc to tầm nửa ba. Tầm ngón tay. Tầm ngón tay con đấy. Úi giời, này, ốc này, chỗ này. Rất tí, mình dẫn cho bạn ra đoạn kia. Ốc sông luôn nha. Ốc sông luôn, về chặt đít xào thì thôi rồi. Ngã đấy con ơi. Kia là bác lấy đò ấy. Đấy, ở đây muốn đi sang đi mua đi chợ các thứ là phải đi qua đò nhá các bạn nhá. Bên này nó như là một hòn đảo luôn. Đấy. Kia gọi là bác lấy đò. Cái này nó như là một hòn đảo luôn. Đấy. Rau rồi. Đâu có bắt đi. Đây nhá. Ra xem có ốc không nhá. Đâu? Nó bị gãy một càng rồi. Gãy một càng á? Vâng. Đây này. Cẩn thận ngã nha con nhá. À. Đâu? Bên này. Nó bắt đi. Ui. Đây của con bọn thò đây nó bắt. Ui. Túm. 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 Con túm đi. Không, con túm đi, ba không túm đâu. Kìa, nó bò kìa. Đâu? Đấy. Con thò con vồ luôn. Nó không kẹp đâu. Ui. Nó không kẹp đâu, sợ gì. Thanh niên mà. Ui, sợ. Vì sợ thế. Không bắt được à? Không bắt gì, con này đi phết bắt cua. Đi vào đi, khỏi ngã đấy con. Giận ngã nhá. Hàng trang nhất lạc mắt ý đồng. Hái một rổ rau xong bắt đầu đi về bắt một rổ ốc nữa. Về là thế là có bữa trưa luôn các bạn nhé.
đúng rau rừng luôn. Ở đoạn này đã chưa hái à? Hái rồi. Làm tốt rồi. Ở mặt bên kia cũng nhiều lắm. Bên nào? Bên kia ốc to mà nhiều luôn. Bên dưới này hả? Ừ. Cứ mà sâu đúng không? Không, nông. Bên đấy ốc to lắm. Nếu mà bạn ốc hái, hái rau. Rau cải. Rau cải á, ảo ấy. Rau cải này, cải ấy. Rau cải sông mà. Cải ăn ngon lắm. Chưa ăn cải này bao giờ à? Chưa. Úi giời. Tí cho ăn thử. Tí cho ăn thử. Đây đấy, rau đầy đấy thấy. Đây à? Ờ, cải sông. Đây này. Đây này à? Ừ. Cái mà nhiều lông nó không phải đâu. Đây, nó này. Cái này luộc à hay xào chị? Xào. Xào, nấu canh đều được. Xào ăn ngon lắm. Nấu canh ngon mà. À, mình chưa ăn này nhá. Mà năm hôm trước bạn đi bán mà, bán được bán phải bán 30.000 cân. Dạ. Nhổ hết lên này, hết như nào thì hái ngọn thôi, cái nào không lấy được thì nhổ. Nhổ gốc bỏ rễ. Hái đi, tí chia cho ít mang về ăn. Như này à? Ờ. Đây. Hôm trước bà Năm non mưa này là nó lên, à lạnh như này là nó lên đấy. Hôm trước bà Năm đi hái bao nhiêu luôn đấy. Đây là cải sông rồi. Ừ. Thì mình phải kiếm bữa. Như nào? Em hái lên bằng này này. Ờ đấy. Thì lấy này, lấy ngọn à? Ừ. Ủa, lấy mỗi này quá, chị. Lấy cả lá kia đi. Lấy cả lá. Đấy à? Đấy, hoa em nhìn thấy hoa chưa? Hoa màu vàng này. Hoa này. À, cây này không phải đâu. Chờ hoa đâu đó. Cây nó gì nữa? Đây đúng không? Cây này có lông lông là không phải. Đây đây đây. Ừ đúng rồi. Em phải tìm tìa đấy thôi. Thế thì quê em đây. Để kiếm được bữa ăn rồi. Nhiều phết đấy. Nhìn thấy nó nhiều lắm. Đây này, cây nó to nó như này này. Có hoa có quả này. Đây, quả này. Nó để non đấy, bỏ phí đấy. Nó có cái lá đấy, làm gì có ngọn đấy. Lá hay cả lá. À, cây tốt này. Huy ơi, đi vào đây đi con ơi. Huy. Chị chào bác à. Huy. Huy. Cầm giỏ vào đây đi, để vào đây cái bắt ốc nào. Thôi không đi, lấy lên đấy ốc không có đâu, mặt bên kia nhiều. Thế bây giờ quay, bây giờ ấy đã đi nhỉ? Xong xong mặt bên kia hái. Bên chỗ nhà thằng Hồ Quân đấy. Ừ, đoạn này lắm phết đấy. Lâu lâu rồi không ai hái là lên nhanh lắm. Cái này nó sống ở dưới nước còn được. Nó lên nó xuống nó vẫn sống tốt rồi. Ngặt từng lá lại nữa gì? Ừ, lá ừ. Đây là cái đống này. Hôm nay cho ăn thử, cho thanh niên ăn thử. Từ mai cứ sang đây hái rau thì chết. Nghĩa nghĩa mà. Phải giết. Sao ấy, chị băm. Cái lá này phải không chị? Không, không phải. Ờ. Nó có đâu có tía đâu. Giỏ đâu? Hôm nay không phải à, tí nhỉ. Cái này không phải á? Không. Đây anh xem nào. Không phải. Ảo thế nhờ. Đây. Đây không phải. Đây, đấy, nó như thế này này. Đây này, đây. Lá này. Đây. Này. Có ngọn này bơ bấm cả ngọn. Không có. Đây. 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 Bên này có cây này hay nhỉ. Đây. Ngày xưa ở đoạn ở chỗ bên trên nó còn có một bãi mọc dày luôn. Thế
Đấy, được bữa đấy. Đây. Được bữa rồi. Đây như gì cho lên về xào một cái băm với thịt. Băm thịt không xào á? Ừ. Thế hai nhiều chị em mình chia nhau. Để ai đi lên dậy học đây hai luôn đi. Lên trên này à? Ừ. Ờ, chỗ này cũng có. Đi ra chỗ bãi rau dớn đi. Đi ra đấy á. Ra đấy chỗ này cũng không xem mấy. Dẹp em ở dẹp, chuyên đi rừng. Huê. Kể cho nó gì. Hái có rau dớn, hái cả rau dớn về xào luôn. Ngọ nhà em hái gần hết rồi. Ừ, này nó mọc nhanh mà. Cho cái anh hái cho. Qua về muộn muộn lại. Tùng treo lại rủ ra quán ăn đêm lại giết chứ lại chơi trận mấy cây khóm to cái này gọi là cải á chị. Ở trong trên ấy thì nó gọi là cải trời đấy. Ở đây thì người ta cứ gọi là cải sông thôi. Nhưng thật ra là nó có tên mà. Nó có tên gọi mà. Không gọi là cải trời. Con nào mình ăn thử cái gì nhỉ? Cái ngọn cây hoa kết lợn này. Thế á? Ăn được không? Có, cái nó bảo nấu canh ngon. Thế. Canh thì băm.